Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và thưa quý vị, cựu tổng thống Trump, quý vị đã nhớ rồi là bởi vì những cái lập luận này, những cái luận điệu này đã được nhắc đi nhắc lại thậm chí từ sáng đến tối và ngay cả trong giấc ngủ luôn. Ngay cả khi mà ông Trump xem cái buổi trao giải Oscar vừa rồi và hôm chủ nhật vừa rồi, thay vì nói về những cái thông tin về buổi trao giải Oscar thì ông lại tiếp tục chỉ trích Đối với chính phủ đương nhiệm cũng như là chỉ trích dàn công tố từ liên bang cho đến tiểu bang trong cái việc mà truy tố ông hiện nay 91 cái 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 tội danh trong những cái vụ truy tố khác nhau thưa quý vị và ông cho rằng đó không có gì ngoài là những cái cuộc săn lùng phù thủy và những cái cuộc bức hại về chính trị và cản trở con đường của ông bước vô tòa Bạch ốc bởi vì bên phía dân chủ biết rằng ông là một ứng cử viên sáng giá và nhiều phần thắng cho nên họ mới làm những cái cuộc bức hại về chính trị đó. Đó là những cái lập luận từ phía cựu tổng thống Trump và rất là ngạc nhiên đến hiện nay thưa quý vị, gần một nửa người dân Mỹ mà nghe những quan điểm của ông Trump và vẫn tin rằng đây là những cái cuộc săn lùng phù thủy. Nhưng mà đây thưa quý vị, một nhân vật vừa bước ra ánh sáng và là một nhân vật có cái đóng một cái vai trò rất là lớn trong cái hồ sơ mật malago mà ông công tố viên đặc biệt jack smith đại diện cho bộ tư pháp đã truy tố ông trump đó nhân vật này đã phán một cái câu xanh rờn với người dân mỹ đang theo dõi về cái hồ sơ này đó là đó không phải là một cuộc săn lùng về phù thủy, đó không phải là một cuộc bức hại chính trị, mà đó thực sự là một cái hồ sơ, một cái hồ sơ trọng tội thưa quý vị. Đó là lời tuyên bố của ông Brian Butler, người mà lâu nay vẫn được đề cập trong cái bản cáo trạng của ông Jack Smith, cứ đánh dấu là nhân chứng số 5, nhân vật số 5 Suýt chút nữa thì ông Butler đã bị truy tố cùng với những đồng phạm khác là cựu nhân viên hay là đang là nhân viên ở Malago, trong đó có một nhân vật rất là thân với ông Butler này, đó là ông Oliveira. Thì nay, ông Oliveira cùng với ông Nauda và cựu tổng thống Trump đang bị truy tố trong cái hồ sơ mật và ông Bueller đã hợp tác với Bộ Tư pháp và cung cấp những gì ông biết về điều này. Cái điều quan trọng là ông Bueller nói đây không phải là một cuộc săn lùng phù thủy hoàn toàn trái ngược với những gì ông Trump tuyên bố. Ông Butler kể về việc mình vô tình đã bị involve vào, đã bị tham gia vào cái việc vận chuyển những cái thùng tài liệu mật. Ông nói là vào cái ngày đó đó, vào giữa năm 2022 á, ông đâu có biết là khi mà mình được kêu di chuyển 10 15 thùng những cái box đựng tài liệu ở trong đó lên trên chiếc máy bay riêng đang chờ sẵn. Ông không có biết đó là những trang tài liệu mật chứa những cái thông tin mật mà bên phía Bộ Tư pháp đang muốn lấy về và cũng ngày hôm đó ông Butler khai rằng là ông luật sư của ông Trump là ông Evan Corcoran đang đi coi như là lục soát hết, ra hết cái Malago xem có còn tài liệu nào không để rồi Evan Corcoran ký vô một cái biên bản cam kết là chúng tôi đã tìm hết rồi, trao trả cho Bộ Tư pháp hết rồi, không còn cái gì hết, nhưng mà rồi dẫn chứng sau đó. Cái biên bản đó được ký vào hồi tháng 6 năm 2022, để rồi ngày 8 tháng 8, FBI phải lục soát Malago một lần nữa và kết quả là lần đó đem về rất là nhiều những trang tài liệu mật thưa quý vị. Ông Butler nói hú hồn, chính tôi cũng bị tham gia bị sai khiên 10 15 cái thùng tài liệu đó để rồi mới biết đó là những cái tài liệu mật thưa quý vị, là những chiếc hộp trong bản cáo trạng. Ông Butler nói như vậy. Và bây giờ Ông trở thành người có vai trò một cái nhân chứng quan trọng trong cái hồ cáo trạng của ông Jack Smith đưa ra. Và trái với hai người đồng nghiệp của mình, trong đó có ông Oliveira, đã từng là bạn, coi như là rất là thân với ông Butler này, thì hai nhân vật kia bị truy tố và đang sử dụng cái dịch vụ pháp lý uh, luật sư đại diện đó mà do ông Trump chi trả. Còn ông Butler này cũng thuê mướn luật sư nhưng mà bằng cái tiền túi riêng của mình. Ông nói là ông không muốn dính dáng đến ông Trump nữa và ông cảm thấy là quá nguy hiểm nếu mà ông còn dính dáng tới Malago cũng như ông Trump. Và đây cũng phải là nhân vật gọi là mới vô làm việc giữa Malago thưa quý vị, đã 20 năm gắn bó với Malago rồi. Xuất phát từ chỉ là một cái nhân viên trong cái uh, cái um, cái bãi giữ xe của khách đến Malago mà thôi. Và ông Butler đã đưa ra cái ý tưởng đề nghị với lại ông chủ là ông Trump đó là hay là khách đến mà mình giữ xe thì mình làm thêm những cái dịch vụ khác ví dụ như là lau chùi xe rửa xe chẳng hạn và ông bên đã được cho thầu cái dịch vụ đó thì cái tiền thu nhập của ông thay vì chỉ 30.000 một năm cơ bản thì ông đã kiếm được khá là nhiều tiền từ cái dịch vụ ngay tại Malago và do ông chủ lớn là ông Trump giao phó nhưng mà rồi cuối cùng sau nhiều năm gắn bó với lại Malago và ông chủ lớn, ông Bullard nói rằng ông cảm thấy có điều gì đó không ổn, đặc biệt là khi ông Trump rời tòa Bạch Ốc, để rồi ông quyết định, Bullard quyết định là sẽ rời cái quỹ đạo của ông Trump. Ông thấy có nhiều điều bất ổn. Đến năm 2022, ông mới nhìn thấy những cái câu chuyện về hồ sơ mật nó bung bét ra và cả cái vụ truy tố, trong đó có người bạn là Oliveira rất là thân cận với mình. Ông Butler có chia sẻ với đài CNN và thực là không biết là ông có lường trước được những cái khó khăn khi ông bước ra ngoài công chúng và đưa lên cái tiếng nói và tố cáo đối với cựu tổng thống Trump như vậy hay không không biết là ông có lường trước được điều đó hay không. Nhưng mà ông Berler nói rằng ông Trump chẳng những gây chia rẽ trong nước Mỹ như cái điều mà chúng ta vừa biết. Berler đi xa hơn nói là chia rẽ những cái cộng đồng hiện nay và đặc biệt chia rẽ cái mối quan hệ tình thân trong gia đình và trong bạn bè như cái tình bạn vong niên, tình bạn lâu năm giữa ông và cái người bị cáo đang bị truy tố là ông Oliveira. Đó là cái lời khai của một trong những nhân viên của Malago, tóm lại ông ấy cho là mình đã bị điều khiển để mà di chuyển những cái 10 15 thùng tài liệu mật cũng là nhân chứng quan trọng trong cái hồ sơ truy tố này và điều quan trọng hơn nữa một lần nữa thưa quý vị, ông Böller nói đây không phải là một cuộc săn lùng phù thủy, mà đây là một cái câu chuyện có thật về việc giữ những cái tài liệu mật và cố tình che chắn và di chuyển nó để không cho bị phát hiện, không có trả lại bộ thư pháp. Đó là cái tinh thần, cái cuộc phỏng vấn và cái lời trần tình của ông Böller này khi mà ông quyết định bước ra ánh sáng. Lâu nay toàn là bị che chắn đánh số nhân vật số 5 cơ mà. Nay công chúng Mỹ mới biết là nhân vật số 5 trong cái bản cáo trạng của ông Jack Smith là ai. Đó là một câu chuyện về nhân chứng. Nhưng mà có một câu chuyện khác cũng liên quan đến bà chánh án Eileen Cannon. Một lần nữa thưa quý vị, đây là vị thẩm chánh án do ông Trump bổ nhiệm và vừa mới ngồi vào cái ghế này mới toanh năm 2020. Và nhiều chuyên gia về luật đang ngần ngại, đang có những cái chiều hướng họ suy luận. Họ nghĩ là có thể chánh án Eileen Cannon sẽ tìm cách vứt luôn cái hồ sơ truy tố này. Trước giờ chúng ta biết là bà Eileen Cannon đã nhiều lần đưa ra những cái phán quyết có lợi trong Trump, ví dụ những tranh cãi về chuyện có che chắn danh thanh gọi là uh, tên tuổi, uh, những cái gì liên quan những cái thông tin liên quan đến nhân chứng hay không hay là những cái chuyện delay mới đây nhất đây, mới tuần đi vào ngày hôm thứ Ba đây. Chánh án Allen Cannon lại cho phía luật sư của ông Trump thêm được 10 ngày extension ra tòa nữa. Và với lý do là bên phía ông Trump cần có thời gian chuẩn bị, không phải cho cái hồ sơ này mà cho cái hồ sơ truy tố ở Manhattan vụ ông Trump trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniel mà ông phải ra tòa ngày 25 tháng 3. Bà Eileen Cannon nói cũng đúng ha, luật sư của ông Trump cần phải có thời gian chuẩn bị cho cái vụ án đó. Nhưng mà bên phía Jack Smith thì kiên quyết phản đối, phản đối từ tuần trước cho đến tuần này, phản đối vô hiệu. Jack Smith nói là cái hồ sơ ngày 25 tháng 3 ra tòa phía ông Trump đã biết từ hơn một năm trước rồi, đâu có phải là bây giờ mới biết mà nại ra là chúng tôi cần thời gian để chuẩn bị. Đâu có luật sư nào gần đến ngày ra tòa mới cần thời gian để chuẩn bị đâu. Nhưng mà dẫu cho những cái sự phản đối đó, chánh án Alan Cannon vẫn đưa ra phán quyết có lợi cho ông Trump là duy trì thêm 10 ngày. Và đúng là cái chiến thuật này, nhiều chuyên gia về luật cứ nói cứ trì hoãn, trì hoãn, tìm nhiều cớ trì hoãn, trì hoãn cho đến sau ngày tháng, ngày 5 tháng 11. Nếu như ông Trump đắc cử tổng thống thì cái vụ này coi như là xong. Và còn một cái chỉ dấu nữa mà những chuyên gia về luật cũng nói là vào cuối tuần vừa qua, bên phía ông Trump đã đề ra cái thỉnh nguyện hay thôi chính án Allen Cannon mình vứt cái hồ sơ này luôn đi nhé là vì những cái tài liệu mật Ông Trump đem về Malago là dựa theo đạo luật lưu trữ tổng thống, ông ấy có quyền đem những cái tài liệu mật này về. Mặc dù bên phía công tố đã nhất quyết phản đối có chết cũng phản đối, "Oh no, đây là những cái tài sản của quốc gia, chứ không phải là tài sản riêng của ông tổng thống." Nhưng mà điều rất là bất ngờ. Trước cái thỉnh nguyện đó, chánh án Alan Cannon theo nhiều chuyên gia về luật một lần nữa thay vì là phản bác ngay, không có cân nhắc cái gì hết đây là cái thỉnh nguyện vô lý nhưng mà bà lại nói bà sẽ tổ chức phiên tòa vào thứ năm tuần này để lắng nghe lập luận của hai bên về cái thỉnh nguyện ông trump đòi vứt cái hồ sơ này đi bởi vì những tài liệu ông ấy đem về là dựa theo đạo luật tổng thống nhiều chuyên gia luật đã mắc tròn mắc dẹt và họ ngạc nhiên tại sao cần phải cân nhắc về cái thỉnh nguyện này nhỉ nhưng mà cũng vì điều đó mà họ cho rằng Alan Cannon rất nhiều khả năng là sẽ hủy luôn cái vụ truy tố này của ông Jack Smith. Đó là câu chuyện và rắc rối pháp lý liên quan đến cựu Tổng thống Trump. Một câu chuyện khác chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị đó là câu chuyện Don't Say Gay Bill của ông thống đốc Florida, ông Ron DeSantis cách đây khoảng hơn một năm, quý vị nhớ Ron DeSantis trước khi ra tranh cử tổng thống đó đã làm rầm rộ và đưa ra một cái đạo luật Don't Say gây Bill, có nghĩa là ở trong trường học là không có được nói về những cái chuyện chuyển giới nè, về cái giới tính của mình nè, về cái cộng đồng chuyển giới nè hay là có những cái vấn đề về tình dục, về sắc dục là tất cả là cấm hết, bởi vì theo Ron DeSantis cho là nó làm hủ bại, nó làm hư hỏng cả một cái thế hệ trẻ và thậm chí quý vị nhớ là cấm cả những nói những cái chuyện đấu tranh công bằng sắc tộc nào là đấu tranh giải phóng người nô lệ hả, rồi nào là đòi quyền bình đẳng hả. Ông Ron DeSantis cho là cái điều đó là không nên. Nhưng mà rồi Don't Say Gay Bill vẫn được đưa ra làm thành luật và những cái thầy cô giáo đứng ở trên lớp học giảng dạy cho học sinh ở Florida. Họ lo lắng lắm là bởi vì lỡ như họ có buộc miệng nói gì về những cái vấn đề mà bị cấm kỵ như thế này. Chẳng hạn như họ có thể nói về cái giới tính của mình giới tính của chính bản thân thầy cô giáo chẳng hạn hay là họ chỉ cần gắn trên ngực áo cái sticker của cộng đồng lgbt plus thì có thể cũng sẽ bị phạt bị đuổi việc như chơi và đó là cái chuyện nó xảy ra ở florida trong suốt cái thời gian vừa qua nhưng mà ngày hôm nay thưa quý vị thì bên phía thống đốc văn phòng tuyên bố là đạt được bước thắng lợi mới thắng lợi là gì là có một cái sự dàn xếp và điều chỉnh nó có nghĩa là từ đây về sau đó các thầy cô và học sinh thầy và trò Florida không có được nói về những cái nội dung hướng dẫn những cái chuyện về giới tính về tình dục, về tính dục, về về đấu tranh công bằng sắc tộc gì đó là không có được đưa ra những cái hướng dẫn đó. Nhưng mà được quyền nói về cái giới tính của mình. Ví dụ như này chúng tôi nói đó, thầy cô có quyền tự nói với học trò, ví dụ như hỏi là có thể từng tuyên bố tôi là đàn ông hay tôi là đàn bà hay tôi là người chuyển giới và có thể đeo những cái sticker cái đó cái đó thì fine không sao hết hay những cuốn sách trước đây đã bị Ron DeSantis rút ra khỏi thư viện chỉ vì một nhân vật là cái chú thỏ Benny mà có ba mẹ đều là hai người đàn ông chuyển giới sống với nhau và đi xin chú thỏ Benny về làm con nuôi chẳng hạn thì cuốn sách dễ thương cho dù có vẻ dễ thương có ý tưởng như thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị cấm. Thì nay là sẽ không cấm, miễn sao là nó không đưa ra những cái lời hướng dẫn để dạy cho tuổi nhỏ, không có vẽ đường cho hưu chạy. Thì đó là cái sự dàn xếp mới theo cái đạo luật ở Florida. Không biết đây có phải là một bàn thắng như Ron DeSantis tuyên bố hay không, nhưng nó có một cái sự điều chỉnh như vậy. Có lẽ là vì những cái tiếng nói trong cái cộng đồng ở Florida người ta phản ứng cũng rất là dữ dội. Và chuyển lại với California thưa quý vị, Orange County mấy năm vừa qua, nhiều tội phạm từ Los Angeles County cho đến Riverside County và những quận hạt lân cận khác với Orange County đã xảy ra những cái vụ trộm cướp rất là nhiều, đặc biệt là những cái vụ đột nhập vào nhà dân, làm cho giới chức của California nói chung và Orange County nói riêng là nơi chúng tôi đang sinh sống đây cảm thấy rất là nhức đầu, nhức óc và người dân người ta cũng than phiền để xảy ra cái tình trạng trộm cắp quá là nhiều đi. Cho nên biện lý cuộc của Orange County đã mở một cái chiến dịch quảng cáo tiền á, là lấy được từ những cái vụ thu hồi các cái vụ trộm cắp đó đó thu hồi được và bây giờ họ lấy mở cá ráng cá họ lấy tiền đó để chạy những cái quảng cáo trên TV và trên highway với những cái banner rất là lớn và đưa ra những cái thông điệp là tội ác không có lợi gì ở Orange County hết và kẻ trộm cướp thì sẽ bị truy tố ở mức độ cao nhất của luật pháp. Đó là cái thông tin mà quý vị nếu mà sinh sống ở vùng Little Sài Gòn, Orange County đây, sắp tới sẽ nhìn thấy những cái biển quảng cáo này trên những highway lớn từ Los Angeles County và Riverside dẫn vô Orange County và những cái bản hiệu khắp trong khu vực như vậy thì đó là thông tin về cái một trong những cái nỗ lực để mà tuyên truyền và đặc biệt là đối phó với lại tội phạm nhưng mà cũng đồng thời thưa quý vị trước khi kết thúc chương trình thì cũng ở california lại có một cái đề nghị mới từ một trong những vị dân biểu bên phía đảng dân chủ trong quốc hội california họ đưa ra một cái dự thảo là uh, nếu mà dự thảo này thông qua đó thì mỗi năm sẽ dành 45 triệu đô la Mỹ mỗi năm cung cấp cho những cái cộng đồng di dân để giúp cho những cái di dân nào á mà đã từng phạm tội đại hình hay là phạm tội về bạo động, bạo lực violent á mà có những cái khả năng là bị trục xuất á thì sẽ có những cái số tiền mà tiểu bang rót về cho các cộng đồng này để tìm kiếm những cái dịch vụ pháp lý cho những di dân mà đã bị tuyên án bị kết tội đại hình hay là bạo lực như vậy và những cái vị dân biểu bên phía đảng dân chủ giới thiệu dự luật này đó là ông để hoàng đi tìm cho đúng tên reggie john sire ông nói rằng là để mà đấu tranh với cái chủ bất bình đẳng về chủng tộc và giúp cho các cộng đồng được có cái sự bình đẳng như nhau, được bảo vệ trợ giúp pháp lý như nhau. Cho nên ông thấy là cần phải có cái số tiền sót về cho các cộng đồng di dân như vậy để làm chi để tìm kiếm người phiên dịch nè, rồi thậm chí luật sư đại diện để mà ra tòa cho những di dân một lần nữa đã từng phạm tội và bị truy tố và có thể là đối diện với cái việc trục xuất có được cái cơ hội mà cuộc chiến ngay tại tòa án. Dĩ nhiên bên phía cộng hòa của California trong quốc hội họ không đồng ý. Họ nói làm sao mà có thể sử dụng tiền thuế của dân để mà bảo vệ cho những di dân mà thậm chí là những tội phạm mà có thể đã từng có những cái tội như là giết người, cướp của hay là hãm hiếp dân thường và bây giờ lại được luật pháp bảo vệ có những cái chi phí pháp lý đại diện như vậy bằng tiền thuế của dân nhưng mà trong dự luật này chắc chắn theo lời ông dân biểu bên phía đảng dân chủ là Sawyer nó có một số những cái tội mà nếu mà những di dân mà phạm những cái tội đó đó thì sẽ không có được sự hỗ trợ tuy nhiên 45 triệu đô la Mỹ rót về mỗi năm trong bối cảnh là California đang bị thâm hụt ngân sách đó là số tiền không hề nhỏ và chắc chắn dự luật này sẽ gây rất là nhiều tranh cãi tại california và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại